Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 12, ngày thứ 667 cuộc chiến Ukraine. Và như vậy là ngày thứ 666 của cuộc chiến đã trôi qua mà không có một cái sự đổ vỡ nghiêm trọng nào. À, ý tôi nói là một thảm họa nào giống như là trong uh, lịch sử của châu Âu. Còn hôm qua thấy nhiều quý vị bảo rằng là tối qua chúng mấy con 66 mới lại 2112 gì đấy, không biết là có thật hay không. Nếu có thì uh, uh, nhắn tin chúng tôi cho số tài khoản của chúng tôi để quý vị bo một chút. Vâng, chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ mạnh khỏe và thật tươi trẻ mặc dù trời rất lạnh. Vâng, chúng ta thường nói về hai cuộc chiến chết tiệt nhưng mà thật sự thời tiết này tôi cũng thấy cũng chết tiệt quý vị ạ. Ngồi làm tí trà đá mà suy nghĩ về cuộc chiến zco co cả người vậy. Không nghĩ được cái gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại uh, cuộc chiến với lại thông tin uh, liên quan tới ngài tân bộ trưởng Ukraine, ông uh, Umerov. Có thể nói là ông ấy cũng uh, dạo này ông ấy mới nói, còn trước đây thì ông ấy ít nói hơn hẳn. Nhưng mà chắc chắn người ít nói như vậy thì khi nói họ sẽ có rất nhiều thứ để chia sẻ. Thông điệp chính trong bài phát biểu của ông ấy không làm chúng ta thất vọng. Đó là ông Bộ trưởng Quốc phòng mới Ukraine nói rằng mục tiêu chiến lược của chúng tôi năm nay đấy là giải phóng Crimea. Và năm 2004, xin lỗi quý vị, tôi có thể cá chắc chắn với lại bạn rằng mục tiêu chiến lược của chúng tôi là giải phóng Crimea năm 2024. Không bàn cãi, và như vậy thì lần này đến tân bộ trưởng quốc phòng. Chúng ta biết trước đây thì cũng đã có từng quan chức của Ukraine nói điều này rồi. Chỉ có lần này thì ông bộ trưởng quốc phòng đã gọi là xếp hàng theo Tổng thống Zelensky khi mà ông vừa nói rằng ông sẽ giải phóng Crimea trước năm 2030. Trước đó thì người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ông Budanov cũng nói rằng là ông ấy sẽ đi tắm biển ở Crimea vào mùa hè 2023. Rồi cũng sau đó một tí thì người đại diện của ông Zelensky, cố vấn Podoliak cũng nói rằng ông chắc như đinh đóng cột sẽ chiếm lại Crimea vào năm 2023. Như vậy thì đến thời điểm này thì chỉ còn ông và ông Zelensky là còn có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ của mình, có nghĩa là sẽ chiếm lại Crimea trước năm 2030. Hai lần trước thì các quan chức cao cấp của Ukraine đã đoán sai rồi, không biết là quá tam ba bận lần này thì ông có đem lại có thắng cuộc uh, trong lần tiên đoán của mình nữa hay không? Có lẽ chúng ta lại phải ra một cái khảo sát trên sai, là liệu uh, ông Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine có đoán đúng hay không, đúng không ạ? Khảo sát. Tôi mà như ông này ấy, thì tôi sẽ đặt là trước năm 2400, đúng ạ, Ukraine sẽ chiếm lại Crimea thì sẽ còn chắc chắn hơn cả ông Zelensky. Vâng, 2100, nhờ, 2100, tức là trong thế kỷ này. Thì lúc bây giờ những người mà nghe và hiểu các ông ấy nói tầm đấy là chết hết rồi, đúng ạ, trong đó có chúng tôi, thì tất nhiên là không ai còn có thể truy cứu được nữa. Vâng, như vậy chúng ta đã bắt đầu một câu chuyện ngày hôm nay với thông tin khá là sốc à, chúng ta đừng quên về những cái hình ảnh của ông Umerov hình ảnh đời tư của ông xuất hiện trên mạng vô khối những hình ảnh và video mà người ta không ai dám bắt tay ông ấy thì điều đấy nói lên điều gì rồi khi vào trở thành bộ trưởng bộ quốc phòng thì uh, ông Umerov đã liên tục dính tới một loạt các các vấn đề liên quan đến tham nhũng mà những vụ rất khủng không biết là có thật hay không có thể là thông tin chiến tranh tâm lý của người Nga, nhưng mà những video về ống ấy thì tôi tin chắc rằng là không phải là người Nga. Quay trở lại mặt trận, à, chiến thuật của hai bên ngày hôm qua thì vâng, chúng ta vẫn ưu tiên uh, Ukraine trước đi. Máy bay của uh, uh, phương Tây đã xuất hiện ở các cái khu vực quan trọng. Đó là họ bay ra tít cái khu vực uh, đây, họ bay ở đây xong rồi họ bay ra khu vực này để mà dập dòm cái gì đó ở đây và sau đó thì ukraine đã bắn một quả tên lửa từ đâu đó vào khu vực cầu ket và sau đó bị uh, bắn hạ rồi sau đó họ bắn một quả tên lửa nào đó cũng vào cái khu vực gần đấy cũng bị bắn hạ nhưng mà mùm, có những cái mảnh vỡ hay như thế nào đó đã rơi xuống khu vực dân cư và khiến một người bị thương à, một người bị thiệt mạng còn lại thì trong ngày Ukraine họ cũng tấn công rất nhiều UAV vào hướng tỉnh Kurs ở phía tây bắc, biên giới tây bắc của họ. Và sau khi mà Ukraine bắn trượt cái này thì cái Pozedion 18 nó chuẩn về hướng biên giới của Romania. Không biết đây lại là đòn tấn công cuối cùng của Ukraine chưa? Nhưng mà hiếm khi mà họ bắn ít tên lửa như vậy và lại không đi kèm với lại UAV. Chúng ta sẽ lại phải chờ xem. Còn về phía Nga thì ngày hôm qua họ tấn công công rất nhiều bằng UAV vào Kyiv này và Poltava này, vào Kharkov này, vào mykolaiv này và vào Odessa này. Đấy. Vâng, Che Saki nữa. Đã có những hình ảnh uh, những tòa nhà của Kyiv đã bị uh, gọi là nổi lửa rồi. Uh, còn lại thì tôi rất ấn tượng vì một cái video mà lần này thì nó còn hơn cả những lần trước. Quý vị còn nhớ rằng những đợt mà phía Nga họ tấn công UAV vào khu vực Odessa ấy, thì ở dưới đất đạn phòng không bắn lên như mưa. Đúng không ạ. Có thể nói là hàng trăm nghìn quả đạn bắn lên một lúc nếu như cái UAV đấy nó khoảng độ tồn tại được một phút. Thế nhưng mà ngày hôm qua ấy, thì ở khu vực Kiev này tôi nghĩ rằng nó phải gấp 10 số lần đấy. Trong vòng một phút thôi. Nhưng mà đạn nó bay tứ phía quý vị ạ. Ở đây nó chỉ có một phía nó đuổi theo cái UAV thôi nhá đấy nhưng mà đây thì từ bốn phía nó đều đuổi theo UAV đấy và như vậy cái con số của nó tăng lên một cách khủng khiếp cái con UAV này nó bay một uh, phút nhưng mà không biết sau đấy nó có tiếp đất nổ hay không nhưng đại khái là hệ thống phòng không bắn không trúng phát nào không nổ phát nào trên không và có khả năng nếu video nó dài nữa thì họ sẽ đốt cả triệu viên đạn. Như vậy thì với những cái diễn biến mà tấn công vào Kiev như vậy tôi cảm giác là phía Nga họ đang tích cực để họ làm tê liệt, à họ làm cạn kiệt cái hệ thống đạn phòng không của Ukraine ở những thành phố quan trọng như Odessa và Kiev rồi họ mới tung ra những đòn tấn công chính thức đúng không ạ? Đến thời điểm này thì phía Nga đã nói rằng họ đã tung ra 10 nhóm tác chiến UAV vào những thành phố của Ukraine trong ngày hôm qua, đêm của chúng ta. À, mỗi nhóm tác chiến thì nó có khoảng độ từ 10 đến mười mấy con UAV. Như vậy ít nhất trên bầu trời đã có khoảng 100 cái UAV tấn công vào trận địa của Ukraine. Một đòn tấn công cực kỳ lớn đúng không ạ? Chúng ta chưa biết những cái hậu quả cụ thể ra làm sao. Chỉ có vài vụ nổ ở Kiev thôi. Còn là chúng ta chắc chắn sẽ nghe thấy hệ thống phòng không bất khả chiến bại của Ukraine lại tiếp tục bắn được tầm 99% vân vân hôm nay thì ở odessa có một cái hình ảnh khá thú vị đó là hình ảnh gọi là mỹ nhân cứu anh hùng một anh uh, thanh niên đẹp trai cao to đi chơi cùng với cô gái của mình ở một cái khu đô thị sau đó thì uh, đã bị một cái xe cứu thương gọi là sọc tới trước cửa và bắt anh đẹp trai này lên xe sau đó cô gái chắc là cũng tiếc người đàn ông của mình cho nên là bất chấp xe di chuyển rồi thì vẫn bám theo xe, nhảy lên và chiến đấu để mà cứu bằng được người bạn đẹp trai của mình. Và sau đó cả hai đã được thả ra. Hình ảnh rất cảm động. Một bên là tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, một bên là tiếng gọi của gái, đúng không ạ. Và cuối cùng, cũng như mọi lần, cái ác Bảo bao giờ cũng thắng. Mặc trong ngoặc kép nhé giờ cứ phải chú thích như vậy chứ còn trên sai của chúng tôi nhiều quý vị không biết đùa đâm ra là nói cứ tưởng thật xong rồi bắt bẻ xong lại báo với cơ quan chính quyền mệt lắm ở đây ý tôi nói là gì quý vị nếu nói về luật đấy trên toàn thế giới nếu như người ta mang xe cứu thương thì cái xe cứu thương ấy nó chỉ được thực hiện mỗi một cái nhiệm vụ duy nhất của cái xe đấy đó là nó cứu thương mà thôi không bao giờ nó được thực hiện vào nhiệm vụ khác Đấy, và những xe cứu thương như vậy thì nó cũng được miễn những cái việc là bị bắn rồi là được ưu tiên giao thông vân vân đúng không ạ? Thế nhưng mà Ukraine đã mang xe cứu thương để mà bắt người ra mặt trận thì họ đang vi phạm vào cái luật pháp quốc tế. Nhưng mà bây giờ thì cái việc này nó diễn ra từ rất lâu rồi, bây giờ vẫn tiếp tục diễn ra. Bây giờ những ông nào FA, tức là ông nào mà không có người yêu đi ra đường bây giờ là đi thẳng ra mặt trận dễ như ăn kẹo đấy, đúng không ạ? còn nếu ông nào mà không có người yêu thì cũng phải uh, tìm bằng được mà nếu không thì phải thuê cho nên quý vị nào muốn làm giàu chúng ta sang ukraine mở dịch vụ cho thuê người yêu giống như bây giờ kiểu ở nhật ấy người ta cho thuê vợ thuê chồng thuê bố thuê mẹ vân vân để cho người ta đỡ cô đơn ấy quý vị đấy rất hay và bây giờ là phục một, một vụ mục đích đỡ bị bắt đúng không ạ quá lý tưởng làm một cái việc tốt đẹp cho đời vâng chúng tôi sẽ đến với khu vực uh, khe son như vậy thì Chúng ta thấy Ukraine đã tấn công vào Crimea. Thông thường thì họ tấn công vào Crimea thì nó cũng không phải là một cái một là một cái đòn tấn công khủng khiếp để mà triệt hạ tài sản của đối phương thì tất nhiên đấy là mục đích chính rồi. Nhưng mà thường ấy thì nó sẽ con số nó rất nhiều, nó lên tới 10 đơn vị tên lửa cộng với lại UAV nữa, đúng không ạ? Nhưng mà nếu họ bắn một hai quả thì rất có khả năng là họ sẽ phục vụ một cái mục đích nào khác. Đấy là ý tôi đoán như vậy thôi, còn chưa chắc. Uh, tất nhiên cũng có khả năng họ tìm cách thăm dò thống phòng không vân vân nhưng mà họ bắn tên lửa khơi khơi như này thì nó không phải là thăm dò mà họ muốn uh, tấn công vào nếu chẳng may mà chúng được cầu kép thì ngon ăn quá đúng không ạ còn nếu không thì họ cũng mở màn cho một cái chiến dịch ở khe son đến bây giờ thì cũng không biết là ukraine định làm gì ở khe son nữa với việc là một mặt thì họ vẫn tiếp tục cử quân sang trong ngày hôm qua và lại tiếp tục bị phía Nga bắn vào tàu bè, chỉ có một chiếc lên được bờ thôi, còn không biết bao nhiêu chiếc rơi xuống dòng nước, hình ảnh thê lương tuyết rơi, rồi những chiếc uh, xuồng cao tốc bị lật, những thi thể trôi dọc dòng, dòng sông, nhìn chung là nhìn nó rất uh, nhìn chung là nó rất buồn thế thì không biết là quả tên lửa bắn về Crimea à, là để mà Ukraine tổ chức thêm các đợt tấn công đúng không ạ để mở rộng cứ điểm của họ ra sau khi đã bị nga đánh cho teo top những ngày vừa qua à, tức là đặt cược gấp đôi đấy có nhiều phương pháp có nhiều lựa chọn một là đặt tất cả có nghĩa là bao nhiêu dồn sang đánh bung tất cả luôn đấy chúng ta nhớ trong chơi trò poker ấy, nó giống như cuộc đời đúng không ạ trong một thương vụ ấy, một là tất tay những gì có trong tay à, tất nhiên lúc bấy giờ thì người ta một là trong cơn tuyệt vọng người ta có sự hoang tưởng về việc chiến thắng đúng không ạ và cây cú để chốt tất cả rồi một là được ăn cả ngã về không thứ hai là tình huống người ta thường đặt cược gấp đôi có nghĩa rằng là họ sẽ tăng cái, cái 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 nguồn lực để mà tiếp tục mở rộng nó ra để xem rằng là cơ hội chiến thắng Uh, nó sẽ trong vòng tới là như nào để tiếp tục mở rộng những vòng tiếp theo hoặc rút lui, đấy là một cái mà Ukraine có khả sử, khả năng chọn cái cách đấy. Còn lại thì cái cách mà người ta gọi là bỏ qua, bỏ qua thì có nghĩa rằng là việc như nào thì cứ như vậy, đúng không ạ? Không có quan tâm gì tới nó nữa. Nó đến đâu thì đến để xem vài ngày nó như thế nào. À, và th trong thời gian vừa qua thì có vẻ cái đấy là cái cách mà Ukraine đã lựa chọn tất nhiên là bỏ qua nhưng mà họ vẫn đưa quân sang để bù vào khối lượng quân mất thế còn lại cái giải pháp là cuối cùng là rút cọc đúng không ạ thì có bao nhiêu quân rút hết về thì cái giải pháp bắn về đây nó thường nó nghiêng vào một cái việc là một người ta đặt cọc gấp đôi và thứ hai nữa là tăng rút về thì không biết là Ukraine sẽ đánh tiện mạnh ở đây bây giờ và với việc là trận địa pháo quay trở lại hỗ trợ ác liệt ở tuyến này thì cho thấy rằng là liệu họ bắn pháo mạnh như thế và UAV tấn công mạnh như vậy là để mở rộng trận địa đầu cầu hay là họ che chở cho cái cánh quân của họ rút thẳng về phía bên kia bờ sông coi như là đóng lại cái câu chuyện buồn mang tên kinh kỳ theo phía nga nói thì bên này bờ sông họ cũng tiến hành ném bom nhiều nhưng mà đợt này không ném được vào những cụm quân của ukraine trong mấy ngày gần đây bởi vì là có khả năng là những cánh quân đó đã lên đường sang tuyến phía mặt trận miền đông Zaporizhia, Uleda, Adipka, Bakhmut. Vậy thì khả năng cao đó là việc Ukraine sẽ rút quân. Đấy, đây tất nhiên nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng 70-30. Về ham muốn thì tất nhiên là tuy là 30 nhưng mà nó rất khó bởi vì thời tiết và những cái vị thế chính trị, vị thế của toàn quân nó không được mượt lắm. Đúng không ạ? Cho nên là nếu bây giờ tấn công sang thì cái khả năng thất bại nó rõ như ban ngày rồi thế còn thực sự ham muốn thì họ rất ham chúng ta biết rằng là năm sau Ukraine phải tổ chức tấn công um, quy mô lớn và bây giờ ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói thế thì gần như chắc chắn một điều rằng Ukraine sẽ tấn công về hướng Crimea không còn nghi ngờ gì nữa bởi vì thực tế họ biết là họ không thể chiến thắng cái gì được nhưng mà chỉ cần họ tiến tới biên giới Crimea thôi thì coi như là họ đã có một cái một năm 2024 chiến thắng và khoảng cách này thì nó chỉ có khoảng độ trong vòng 50-60 km thôi. Tức là nó dễ nhất để đạt được một cái chiến thắng về truyền thông. Đúng không ạ? Đấy là chưa kể họ có những nguồn thủy quân, họ có thể gây dối rồi làm những cái việc gì đó để phục vụ cái mục đích này nữa. Cho nên là Ukraine không giữ được điểm này để sang năm họ mở sang xuống đây thì cũng tiếc. Nhưng mà kể cả mà họ giữ được bây giờ thì họ phải giữ ít nhất 3 tháng nữa. 3 tháng nữa thì họ mới có thể tổ chức vượt qua sông quy mô lớn được. Với 500.000 bổ sung lực lượng và năm sau thì họ có thể dành ra khoảng độ 300.000 300.000 để phòng thủ và ép sân Nga trên toàn chiến tuyến rồi tung những cái đợt quân quan trọng nhất của họ vào hướng Khe Son đánh thẳng tới Crimea sống cũng được mà chết cũng không sao đúng ạ miễn là tới biên giới quay phim chụp ảnh là họ lại có thể có một cái năm 2025 tiếp theo nữa rồi Thực tế quý vị nhìn lại năm vừa rồi, ấy, nó chính là như vậy. Mục tiêu của họ chỉ cần là tạo ra một cái hố ở Zaporizhia thôi, thế mà cuối cùng là họ lại được thêm một năm 2024 nữa. Đúng ạ, à, thế thì chúng ta cũng không loại trừ. Năm 2024 họ sẽ đốt thêm khoảng 500.000 quân nữa và một cái hố nào đó để họ lại đi tiếp được năm 2025 chúng ta sẽ bắt đầu vào các trận địa với một cái thông tin như này để chúng ta cảm nhận được cái chiến trường của Kena à, từ những người chỉ huy của họ họ nói là à, khu vực Bác Mút khó lắm đặc biệt khó ở Kikitcha, Andipka Bodanipka Vâng, có nghĩa là toàn tuyến Bác Mút thì đều khó đúng không ạ tức là có bốn mặt trận thì công kêu khó cả bốn và quân địch đã tiến quân ở đó rồi còn ở adipka thì quân địch đã tiến về hướng ocheretine rồi họ chiếm được Stepove rồi họ tiến quân ở vodiane có nghĩa là cả cánh phía bắc và phía nam rồi đồng thời là họ vẫn đang củng cố mặt trận và tiến về Novo-Mikhailo-Ninov. như vậy là trên hai gọng kim là phía nga đều cải thiện còn ở Kupian, liman thì kẻ địch vẫn hiện diện ở sinkovka và ở gần làng đó chúng ta vẫn chưa tìm cách để trục xuất bọn chúng ra khỏi hai vị trí đang đóng và bây giờ chúng ta đang tiếp tục phản công. Giao tranh đang diễn ra ở Terni, Kiliska, Makipka, à, chưa có thay đổi gì về chiến tuyến. Còn ở khu vực Marinsky thì Nova Mikalipka tình huống là gần như nguy kịch kẻ địch đã gây sức ép vào làng Từ Ba hướng và đang chuẩn bị những đợt xung kích cuối cùng đồng thời từ các hướng nam bắc, đông và đồng thời mở rộng cái điểm tấn công của họ sang phía tây. Giao tranh diễn ra ác liệt ở trên toàn tuyến, xung quanh làng các hướng khác không có gì thay đổi. Và như vậy là để bắt đầu cái cuộc chiến trên bộ chúng ta thấy rằng thông tin nó khá mở mịt đúng không ạ? Mù mịt và nó ảm đạm cho phía Ukraine. Thông thường thì họ sẽ nói là kẻ địch bị thiệt hại nặng, rồi kẻ địch bế tắc, rồi quân ta mạnh mẽ, quân ta đánh bật vân vân. Nhưng mà lần này thì họ không nói những câu như vậy nữa. Kherson, Ukraine tổn thất 70 binh sĩ, 3 xe, 2 pháo trong ngày hôm qua. Chúng ta đến với Zaporizhia cũng không có gì đặc biệt. Cũng tổn thất 75 binh sĩ, 4 xe với hoạt động của Ukraine tấn công uh, phản công trở lại ở hướng VBV sau khi bị nga chiếm một vài điểm mà vào những cái căn cứ họ đang ukraine đang tiếc những cái 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 chiến uh, cái gì nhỉ cái phòng tuyến đấy quý vị ạ à? đấy cái phòng tuyến họ chiếm được bên ngoài này bây giờ họ đang rất tiếc cho nên họ không nỡ để nga chiếm được và bây giờ họ đang phản công để lấy lại những cái phòng tuyến phía bên phải nó đã mất mấy ngày vừa qua uh, sau khi mà nga phản công uh, nga đánh chặn ukraine ở đây thì phía nga lại tổ chức tấn công ở bên trái, bên phía bờ tây và phía Novo-Propivka lên Ramutine. À, không có rõ về cái sự thay đổi trên chiến tuyến nhưng mà nhìn chung thì chúng ta cứ sẽ thấy rằng trong một tuần sẽ có một vài cái đợt uh, chiếm của phía nga, đúng không ạ? À, như trong tuần vừa rồi chúng ta thấy họ chiếm khá đáng kể đấy, đây này, mũi này này, rồi toàn bộ khu vực này, vùng phía tây này, rất nhiều. Mà gần như là chúng ta cảm nhận nó không có giao tranh, đúng không ạ? thì bây giờ Ukraine đã tung cái mấy lữ đoàn thủ quân đục chiến của họ về có khả năng thì đã có thêm một lữ đoàn có mặt ở đây thì chắc chắn họ sẽ cầm chân quân Nga được một cái mức độ nào đó cũng chắc chắn sẽ có một hai lữ đoàn ở hướng này và có khả năng họ cũng sẽ cầm chân phản công nhất định nào đó ở hướng Uleda thì Ukraine tổn thất chỉ 65 binh sĩ đến trưa ngày hôm qua 3 xe và hai pháo Uh, giao tranh vẫn uh, diễn ra ở đây khi mà nga tích cực bắn phá vào trận địa của các thị trấn dọc tuyến này lên tận Velika, tức là cái uh, trung tâm hậu cần của họ ở đây. Rồi ngày hôm qua thì phía nga đã bất ngờ tiến ở khu vực Uleda và họ chiếm được một cái khoảng cũng khá đáng kể ở cái góc này. Uh, có khả năng đây là một cái góc rất quan trọng, một bước tiến ở đây cho thấy rằng Nga đang làm rất nhiều việc ở Novo Mikhailivka ở trên này thì họ tiến ở đây nó chúng ta dự đoán nó sẽ có những cái gì đó đúng không ạ nó sẽ diễn ra ở đây tôi nghĩ rằng đây cũng là một tiếng rất là hợp lý đúng ra mà nói thì Nga phải tiến từ đây ra đến khu vực cánh cung đường này từ rất lâu rồi nhưng mà bản thân họ hay sử dụng cái chiến thuật để mà kéo quân Ukraine vào sâu trận địa để mà giam cầm ở đó đúng không ạ cho nên là có thể họ không làm nhưng với việc nga bất ngờ xuất kích ở đây và chiến được những cái khoảng nào đó ở khu vực này thì có khả năng là họ sẽ hướng tới đây thật, đúng không ạ? Kết hợp với lại cái gọng kìm này hôm trước họ đã tiến lên. Còn ở uh, giao tranh quan trọng nhất diễn ra ở Novomikhailivka, uh, có thể nói là giao tranh rất ác liệt như là người Ukraine vừa rồi nói. Đến thời điểm này thì về phía Ukraine chúng ta thấy họ đã uh, quân mới viện binh đến, họ đã đánh quân nga ở cái góc này và họ đánh bật quân nga ra một cái đoạn ở góc Tây Bắc khi áp sát vào rừng. Hôm qua chúng ta nhớ rằng là phía Nga đã 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 như thế này, đúng không ạ? Đấy. Thế còn bây giờ thì họ chỉ đã mất một cái đoạn như thế này. À, Ukraine đã chiếm lại cái tam giác đỏ này. Còn lại bây giờ giao tranh đang diễn ra ở khu vực trung tâm. Nga đã chiếm được một hai cái cung đường ở phía Nam. Hướng Đông của họ đang vây ác liệt ra và hướng Bắc đang đánh từ khu vực Đông Bắc xuống. Ở đây thì Nga đang cố tiến ra nhưng không thể tiến nổi vì bãi mìn của Ukraine khá dày, rất dày đặc. Ở đây cũng không thể tiến nổi, bãi mìn, bãi mìn, bãi mìn và bãi mìn. Như vậy là trong cái cuộc chiến ở hướng này, chúng ta thấy một trong những cơn ác mộng nhất của Nga đó là bãi mìn. Họ cũng mất khá nhiều cái nguồn lực để mà xử lý bãi mìn nhưng mà đến bây giờ cũng chưa chưa thông. Uh, họ vẫn tiếp tục sử dụng những cái xe tăng T55 rồi chất uh, nổ chất niếc rồi đẩy ra chiến trường rồi phá ở đó vân vân nhưng mà cảm giác như Ukraine họ có một cái công nghệ xử lý mình miếc giải giết như thế nào đó rất hiệu quả khiến cho Nga vẫn chưa thể tiến quân được. Nhìn chung, mình là một trong những cái um, nhân tố giúp Ukraine gọi có thể nói là phòng thủ rất hiệu quả ở hướng này kết hợp với UAV trên bầu trời và HIMA ở đằng sau thì nga không thể đưa thiết bị đến để dò phá mìn được bởi vì uav mà nó cộng hima thì những cái trang thiết bị giả phá bom mìn nó nặng nề nó to xác dễ phát hiện nó sẽ trở thành con mồi rất là ngon ăn như vậy là một cái diễn biến khá thú vị là phía ukraine đã đưa được quân quay trở lại và đã phản công đánh bật quân nga ra ở cái mũi phía uh, tây nam của làng chúng ta sẽ chờ xem là trong những thời gian sắp tới thì diễn biến ở đấy như thế nào Đến ngày hôm nay thì Nga đã tiến liên miên về ba hướng này nhưng mà chưa thay đổi gì được đáng kể mặt trận. À, chúng ta cũng không biết rõ là cái vấn đề lớn nhất của họ là gì. À, có khả năng thì nó vẫn là những cái bãi mìn dọc ở cái gánh này khiến Nga không thể mở được cái sườn tấn công từ đây vào. Ở đây chắc là cũng kiểu tương tự như vậy. Một thị trấn nhỏ như này cũng như giống ở Nesveske trên ấy, nó giữ được là bởi vì là bãi mìn nó rất nhiều xung quanh hai cái sườn của nó. Nga đang loay hoay cách nào đó để có thể vượt qua các bãi mìn đây là một trong những mặt trận cộng với phía dưới nó rất quan trọng về chiến thuật cho ukraine chiến lược nữa cho nên là họ luôn ưu tiên cái sự phòng thủ đúng không ạ đấy là lý do mà chúng ta thấy rằng là phía nga đã tiến rất chậm trong khu vực này còn ở khu vực adipka thì thông tin đáng lưu ý nhất đấy là lần thứ tư nga đã quay trở lại để chiếm hoàn toàn Step VV. như vậy là lần thứ tư rồi và lần này họ cũng dâng được cái trận địa cỏ lên một lần nữa khá xa vào cái cánh rừng lưng chừng ở đây. À, bây giờ họ chiếm vào đây vùng xám đã qua khỏi làng rồi ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay họ lại chiếm thêm một cái đoạn khá nhiều nữa ở cái khu vực phía bắc này và mở rộng cái điểm của họ ra đây và đẩy quân Ukraine ra xa khỏi cái điểm cầu đầu cầu này cho thấy rằng là lần này phía Nga lại quay trở lại với một cái vị thế đúng không ạ? Vị thế tốt hơn những lần trước. Và nhiều thông tin từ phía Ukraine cho biết họ đã rút quân khỏi Stepove về Berdichi Đây là bước tiến của Nga trong ngày hôm nay Như vậy là một bước tiến khá là dày, đúng không ạ Khá dày, khá to, khá quan trọng Bởi vì chiếm luôn được cái cánh rừng ở đây Có nghĩa rằng là điểm phòng thủ để che chở toàn bộ Stepove là rất tốt Lần đầu tiên mà cái điểm phía Bắc của Nga nó đã vượt qua, vượt mặt được cái thị trấn Stepove Có nghĩa rằng là... Ukraine nếu sau này phản công thì họ phải phản công để chiếm được cái này rồi họ mới có thể đánh lại được Stepove bởi vì họ không có một cái góc đúng không ạ và sẽ hở sườn khi tấn công như vậy là Ukraine đã rút về đây về BDG về phía tây của Stepove để cố thủ ở cái tuyến phòng ngự của họ à, chạy dọc theo cái hướng đây chúng ta sẽ nhìn đây này họ sẽ phòng thủ ở đây dọc xuống khu vực này đúng không ạ đây là tuyến phòng thủ mà Ukraine chỉ cần hớ hênh một tí là họ sẽ bị Nga uy hiếp vào BDG. Hoặc là họ Nga sẽ tiến được ra cánh rừng này ở đây và rồi từ đây họ có thể mở mũi tấn công vào trong khu vực phía bắc của nhà máy kết hợp với các hướng tấn công ở kia. Như vậy thì nếu mà nói về một cái bước tiến ấy, thì tôi thấy rằng là Nga đã tạo ra được một đột phá lần thứ tư và lớn hơn tất cả những lần trước khi mà nó dày đặc cái tuyến này tuy nhiên thì nhìn chung về mặt trận địa thì nó vẫn rất là dễ bị tổn thương bởi vì chúng ta biết rằng là ukraine họ à, tiếp tục điều quân đến và họ cũng không thiếu các nguồn lực nếu thì để nhìn trên những cái trận địa mà ukraine và nga đã bắn phá ở cái tuyến này cả hai bên nó trắng phớ toàn bộ trận tuyến rồi uav của ukraine săn lùng từng cái binh lính nga một thì cho thấy rằng là họ không tiếc và họ có rất nhiều nguồn lực để mà phục vụ cho cái tuyến trọng yếu này cho thấy là kể cả nga có chiếm được thì cũng có khả năng ukraine họ sẽ tập trung nguồn lực để họ tiếp tục phản công ác liệt nữa mà nếu họ phản công thì nga cũng rất là khó giữ bởi vì đây là cái mặt trận mà nó có lợi hơn phía ukraine đúng không ạ khi nào mà nga có thể mở rộng thêm được cái gọng kìm ở phía bắc lên xa và dâng dây vào các cái khu cố thủ ở phía bên này tức là có được một cái mặt trận có chiến hào công sự pháo phiếc uav radar này nọ vân vân một thời gian dài để mà giữ được cái tuyến uh, hỗ trợ thì họ mới có uh, đương đầu với được mấy đợt tấn công của ukraine mà kể cả những lúc như vậy thì chắc chắn rằng là họ cũng phải làm một cái bài toán là chấp nhận tổn thất hay là cứ rút rồi tấn còn uh, hiện tại thì với uh, cái chiến thuật của nga chúng ta thấy là họ khá thành công khi mà họ đã đảo đi đảo lại cái mặt trận này đến lần thứ tư mà ukraine vẫn không thể nào giữ được sepov và trong quá trình đấy thì họ bào mòn cái lực lượng của uav của ukraine và lần này là lần đầu tiên mà ukraine đã chủ động rút về phía bedichi đúng không ạ thì cho thấy rằng là quân của ukraine một là mỏng và yếu thực sự trong cái đợt ngày hôm qua Thứ hai nữa là Ukraine có thể sử dụng cái mưu nào đó. Có nghĩa là họ sẽ làm giống in Nga, là khi bị đánh giáp họ sẽ rút lui. Rồi sau đó họ sẽ tấn công bằng UAV, pháo và các cái loại gài min, gài bom hay là cái gì đó. Đúng ạ, à, làm bèm trận địa rồi quay trở lại để tấn công Nga. Đại khái là bây giờ Ukraine đã lần thứ tư bị Nga đánh theo cách này. Họ cũng có thể áp dụng những cái biện pháp khác. Bởi vì là nếu họ rút đi tiến vào lần thứ tư thì chắc chắn là cái tổn thất của họ cũng rất là lớn. Và họ biết một điều nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn là họ sẽ bị cạn kiệt nguồn lực trước Nga. Đúng không ạ? Cho nên có khả năng là Ukraine cũng đã sử dụng một cái chiến thuật phòng thủ một cách linh hoạt cao su. Thông tin thú vị lên khu vực này đấy là một cái bài đăng của Ukraine nói rằng À, chuyên gia quân sự Julian Roque, người mà chúng ta hay quan tâm từ tờ bin của Đức, thì uh, đã ra thông báo về việc quân Ukraine đã chính thức gọi uh, rút quân gọi Stepove. Còn lính Ukraine nói rằng sự thật là chúng ta vẫn đang đứng ở trong chiến hào và chúng ta chưa biết rằng là chúng ta đã rút lui và khuyến cáo là toàn quân toàn dân Ukraine không nghe tin đại địch và nói rằng là bây giờ Julian Rocker chính thức là một điệp viên của Putin. Và đây là hình ảnh của tờ Bin. Như vậy là tờ Bin theo thông tin này thì Ukraine đã rút về lùi về cố thủ ở tuyến Berichi và Sivine ở phía dưới. Như vậy là Ukraine đã rút, lần đầu tiên họ rút khỏi khu vực này thì nó cũng có rất nhiều thứ để nói. Về mặt logic thì chúng ta thấy là À, một trong lý do quan trọng hàng đầu để Ukraine rút đó là cái 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 sườn của Nga họ đã dâng ra rất cao đúng không ạ đấy dày và rất rộng có thể nói là bây giờ nó tầm đến khoảng 6-7 km rồi tức là nó đủ che chở để cái tuyến của họ giữa rồi thứ hai là họ bắt đầu có khả năng dùng mưu đấy hoặc là thứ ba là thực sự họ yếu thật đúng không ạ bị bào mòn thật cái đấy chúng ta đều có những cái kịch bản như vậy không ai biết được đây là cái thông tin đáng lưu ý nhất ở khu vực này ngày hôm qua. Còn lại thì Nga nói về việc là, và Ukraine cũng nói về việc Nga tiến ở cái khu vực gọng kìm Vodiane. Về hướng Sivene rồi Vodiane nhưng mà chúng ta chưa có những thông tin cụ thể. Chúng ta chỉ biết là họ đang vào bay và đang tấn công vào Sivene từ nhiều hướng. Nhưng mà nhìn chung là Sivene bây giờ nó vẫn có cái sườn của nó, Tonianske này, thì cũng rất khó để cho Nga có thể chiếm một cách dễ dàng. Uh, đấy là nói dễ dàng thôi còn nếu họ giữ được step v và chiến được step thì cái cvn này cũng không có lý do gì họ không đánh được đúng không ạ khó hơn một tí vì họ phải uh, Mở được cái điểm góc tấn công giang khu vực này nữa thì họ mới có thể tấn công một cách an toàn. Nhưng nếu mà Nga tập trung thì họ cũng có thể chiếm được CVN. Cũng không biết đâu được quý vị ạ. Không biết đâu được là bây giờ Nga cứ làm zoom bang ở đây này. Zoom bang ở đây. Đúng không ạ. Zoom bang ở góc này và dùng beng ở đây và dùng beng ở đâu cũng có khả năng họ sọc một phát rồi họ đánh họ chấp nhận tổn thất đúng không ạ họ đánh một phát bay cả cái mảng này thì coi như adipka nó sụp luôn bởi vì cái vị trí nó rất gần rồi trong cái chiến tranh mà mang tính chất đô thị ấy thì chúng ta thấy một cái điểm nó cực kỳ quan trọng đối với quân phòng thủ đó là họ phải tạo được một cái điểm gọi là thu hẹp khoảng cách đúng không ạ đấy gọi những mã cung thủ là là họ phải tạo giữ được một khoảng cách như thế này đối với lại quân tấn công vốn là những cái lực lượng bộ binh thiết giáp giáp lá cả đúng không ạ nếu như mà phía nga họ có thể có được một cái hoạt động nào đó mà họ sọc tới trận địa mà rút ngắn được khoảng cách này một cách bất ngờ thì cũng không biết chừng là nếu nga chỉ cần đánh tới đây họ giữ được một cái tuyến dìa làng này thôi thì cánh quân của nga các cánh quân tiếp theo họ có thể tấn công bao vây sivene dồn dập trong một cái thời gian ngắn thì nó sẽ sụp đúng không ạ? Nó sụp thì cũng không giữ được Tonyanke bao lâu, bởi vì nó còn khá xa với các khu vực khác. Đấy, và nhìn chung là nếu kê xong thì cũng không còn gì để nói nữa. Như vậy thì nga có rất nhiều cái bài ở khu vực này và tôi cũng cảm giác rằng là nếu như họ cần khẩn cấp thì họ cũng sẽ có những cái lá bài khẩn cấp. Nhưng mà bây giờ thì trông có vẻ họ cũng chưa có cái lý do gì cần để mà khẩn cấp vì mùa đông của như Nga nói là mùa đông của nước mẹ Đúng ạ Của họ Thì rõ ràng họ vẫn thích ngâm tôm Adipka trong mùa đông này mà có khả năng khi mùa đông chuẩn bị chấm dứt Thì họ sẽ tung ra những cái đòn uh, quan trọng để kết thúc cái thị trấn đó Một cách logic thì chúng ta sẽ nghĩ nó là như vậy Ở hướng đô nhét Thì Ukraine tổn thất 200 binh sĩ 3 xe 1, 3, 4, 5 5 khẩu pháo, 1 anten phản pháo ANTPQ. Ở trên này thì sau khi Nga đã tạo được những cái bước tiến rất đáng kể trong 24 giờ qua, có nghĩa rằng là họ tiến ở khu vực phía trung tâm thành phố ở phía bắc Kromove, rồi quan trọng nhất là họ đã chiếm được cái trung tâm của thị trấn Bodanipka, một thị trấn có vị trí chiến lược đúng không ạ? thì đến ngày hôm nay chúng ta dường như là chúng ta không thấy về sự thay đổi trên mặt trận thông tin uh, cho biết là bây giờ nga đang chuẩn bị tấn công từ những mặt trận từ xa họ đang phản công ở Kurimika và bắt đầu uh, gọi là nỗ lực để đẩy lùi quân ukraine khỏi Andripka. rằng co ở khu vực Kikicha vẫn chưa ngã ngũ nhìn chung là ukraine đã quyết tử cái khu vực phía cái cao điểm phía tây bắc của Kikicha cho nên phía Nga vẫn chưa vượt qua được. Còn lại thì sau hai đợt uh, tiến chiếm nhanh ở khu vực trung tâm Bắc Mút thì đến thời điểm này chúng ta biết là giao tranh đang diễn ra ác liệt ở cái trục đường quốc lộ, nhưng mà chúng ta không biết là bước tiến của Nga như thế nào. Như tôi nói hôm qua thì đến phần này là Nga đã chiếm lại hết khu vực dân cư rồi. Thì như vậy nếu như họ muốn uh, tiến chiếm đúng không ạ? Thì một là họ sẽ củng cố trận địa một thời gian ngắn rồi họ sẽ tiến còn nếu mà họ chỉ giữ để phòng thủ thôi Thì họ sẽ không làm gì tiếp theo Và họ sẽ tập trung vào các cánh để mà bao vây Ivaneska. Còn nếu họ chiến thì họ sẽ dâng cái trận địa sát lên Bây giờ thì sau những nỗ lực tấn công để chiếm được những khu vực nhanh Và quan trọng của Kena ở đây Thì bây giờ phía Nga đang nỗ lực tấn công vào phía Nam à, Tức là cao điểm còn lại của Ukraine ở tuyến này Nhưng mà sức phòng thủ của Ukraine ở đây vẫn còn à, rất mạnh Nga chưa tiến được họ cũng chưa tiến được sâu về phía tây của làng Boranivka và phía bắc thì họ cũng gặp cái sức kháng cự rất là ác của Ukraine khi mà họ đứng ở trên đồi cộng với lại cái cánh rừng ở khu vực này. Nhìn chung thời điểm này thì chúng ta sẽ với những cái việc giao tranh đang diễn ra ở đồng loạt bốn hướng ở đây như thế này thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ chờ vào cái thông tin buổi chiều đúng không ạ? Nó có sẽ có những cái thay đổi. Hoặc là bây giờ thì nó có những thay đổi mà chúng ta chưa kịp ghi nhận trong sáng ngày hôm nay. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở Hiro Rorivka và phía Nga vẫn tiếp tục tiến về Oriko Vasilivka. Nhìn chung là toàn trục ở đây đã những cái ngày cuối tuần, phía Nga đã quay trở lại để tấn công tất tần tật tất cả những thành có. 1, 2, 3. À, trong 3 này thì có nhiều điểm luôn. 4, 5, 6, 7. 7 thành thì tấn công cả 7. Và cộng thêm những điểm giữa thành nữa nó lên tới 10 Có nghĩa là 10 mặt trận cùng nổ tiếng súng cùng một lúc Chắc chắn là chiều sẽ có thay đổi Vâng nhưng mà cũng có thể, cũng có khả năng là thời tiết bây giờ thì nó rất là xấu Những video nó đầy tuyết rơi rồi nó trắng xóa Thì khả năng nó cũng rất bất lợi cho các cái phía tấn công đúng không ạ Cho nên là chúng ta cũng không biết thế nào à, Yếu tố thời tiết nó rất quan trọng trong cái thời điểm này vì um, quân tấn công như là phía Nga phục công hay thủ Thì họ thường là lấy cái lợi thế Của pháo binh Và tầm nhìn của UAV Và cái sự vượt trội về hỏa lực pháo binh Đúng ạ Để mà che chắn áo giáp cho họ Nhưng mà nếu mà thời tiết xấu thì UAV nó không nhìn được Và không nhìn được thì pháo bắn nó cũng vu vơ Nó không hiệu quả Chắc chắn là phía Nga sẽ không dám tấn công Ác liệt Vâng, Liman đây rồi 190 binh sĩ, 3 xe, 1 pháo Vẫn rất cao Do như vậy là tuần này Thì Ukraine đã tổn thất từ 250 cho tới 180 Đúng ạ Rất cao Trong tuần này Chỉ kém cái tuần kia thôi Tức là hai tuần trước thôi Đúng không quý vị Còn chúng ta không biết là bây giờ họ đang làm gì Sau những cái đợt tấn công như điên của Nga trong tuần trước ở cái toàn bộ cái góc này thì bây giờ nó im re đấy nó im bật có thể là ukraine đã đem quân đến để mà chặn các bước tiến của nga ở đây rồi chúng ta chưa biết cụ thể nó như thế nào cũng có khả năng là sau khi họ tấn công nhanh ấy, thì họ lại sẽ phải củng cố cái hậu cần và mặt trận của họ còn lại thì chúng ta chỉ biết rằng là giao tranh rất dữ dội ở toàn cái tuyến khu vực phía này và có nhiều đoạn thay đổi mặt trận nhưng mà chúng ta cũng không có những cái tọa độ cụ thể, đặc biệt là giao tranh ở cái góc bé tí Spine này vẫn đang diễn ra. Góc này là góc có rất nhiều nữ binh Ukraina đây, chắc là Nga thấy nữ binh cho nên là họ tấn công ác liệt. Rồi toàn bộ cái chiến trường phía bắc thì chỉ biết là trong thung lũng này đánh nhau diễn ra ở Mariskipka ở Terni và ở cái khu vực giữa uh, Netske và Terry. Như vậy là diễn ra ở đây cả ba hướng rồi uh, giao tranh tình huống ở mặt trận diễn ra khu vực xung quanh mũi Toske. Tổn thất 190 và rất kinh khủng. Còn lại ở tuyến phía trên thì như lời Ukraine nói là phía Nga bây giờ họ không tấn công ác liệt vào trong thị trấn nữa nhưng mà phía ukraine vẫn không đẩy lùi các cái đợt tấn uh, hai cái điểm quan trọng của phía nga ở phía bắc và phía đông ra tuy nhiên thì họ nói rằng là họ chặn được các bước tiến của nga ở cái phía bên bờ tây của trung tâm thị trấn liman persi và không có những thông tin cụ thể ở đây chỉ biết ukraine nói rằng ở góc klitschipka đang rất khó khăn thì có nghĩa rằng có khả năng nga đang tiến công ác liệt vào cái thị trấn phía giữa này ở góc trên này thì chắc là tổn thất bốn năm mươi người hai xe hai pháo vâng một cái trận địa có thể nói rất kỳ lạ đúng không ạ rất kỳ lạ chắc là để mà tuyển quân rồi đào tạo quân lính rồi và gây tổn thất đúng không ạ như vậy là một ngày thời tiết rất xấu nhưng mà À, chúng ta vẫn thấy ba điểm nóng chỉ uh, liên quan tới xung quanh khu vực Donetsk đúng không ạ? Trung tâm Donetsk đó là khu vực Adipka, Nam Donetsk là Novomikhailivka và khu vực Bakhmut đều diễn ra giao tranh ác liệt và điểm uh, thay đổi quan trọng nhất đó chính là cái khu vực làng Step Đấy, một trong những cái làng quan trọng nhất của toàn cái uh, khu này, quan trọng nhất và khó nhất và lần đầu tiên chúng ta thấy Ukraine đã rút quân khỏi làng để lui về phía BDC. Không biết là Ukraine sẽ định làm gì với lại một cái động thái lần đầu tiên và nó lạ như vậy. Chúng ta hãy chờ xem. Đấy là toàn bộ những diễn biến trên mặt trận trong 12 giờ đồng hồ vừa qua. Chúng ta sẽ bàn về những cái vấn đề chiến cuộc của Ukraine liên quan tới tình hình của triển vọng à, kết thúc năm 2023 cũng như là triển vọng năm 2024 xem nó thế nào. Như vậy thì đến thời điểm này Cuộc tổng động viên của Canada đã diễn ra được 30 tháng trên quy mô rất lớn. Những gì chúng ta đang chứng kiến trong suốt thời gian vừa qua, đúng không ạ? Cái đấy là một cái rất quan trọng nhé. Chúng ta thấy là bây giờ thì họ đã động vương có những tiêu chí như thế nào? Có nghĩa rằng là lan rộng ra rất nhiều thành phố trên cả nước này. Tuổi từ 17 đến 70 này, đúng không ạ? Rồi là người già, đúng không ạ? À, An xin lỗi, người mắc bệnh này. Rồi vâng HIV rồi người tàn tật này, tức là dạng như là hạn chế năng lực ấy, kiểu kiểu như vậy. Có nghĩa rằng là những kiểu mà chúng ta gọi là những cái người mà được gọi là tàn tật ở nhiều nước ấy thì vẫn có thể bị lôi ra chiến trường. Rồi họ đã động viên phụ nữ bây giờ thì đang tình nguyện nhưng mà sẽ tiến tới cái việc ép buộc đúng không ạ? Trên chiến trường trong thời gian tới. Rồi bây giờ họ tiến hành cái việc sử dụng công ty tư nhân để mà gọi là huy động quân đội. Rồi ông Umerov bây giờ ông ấy đưa thành một cái luật là sẽ gọi là tổng động viên tất cả những cái người Ukraine ở nước ngoài từ độ tuổi 20, 20 hay 25 gì đó cho tới 50. Đây là cái chiến lược sắp tới của họ, không biết họ sẽ làm được cái điều này như thế nào. Nhưng mà cho dù thế nào chăng nữa thì chúng ta có thể nói một cái vấn đề là gì? Là Ukraine đang hướng tới một cái lực lượng khoảng độ 500.000 quân trong một cái giai đoạn nào đó đầu năm 2024 mục đích của họ là để bảo vệ chiến tuyến là chính và sau đó thì tổ chức một cái cuộc phản công ở tổng phản công để mà duy trì các cái vị trí để giải quyết các mục tiêu chính trị của đất nước đúng không ạ đấy là lý do mà chúng ta thấy họ luôn luôn đưa ra những thông điệp về việc chiếm lại Crimea mặc dù họ biết thừa rằng là để làm được cái việc đấy thì gần như nó không thể vậy thì cái câu chuyện là gì câu chuyện có nghĩa rằng là cuộc chiến nó chưa có dấu hiệu kết thúc hay thậm chí nếu mà chúng ta để ý những cái tất tần tật những vấn đề liên quan trong cuộc chiến này, cuộc chiến này nó phức tạp. Bởi vì chúng ta thấy rằng là những người như người ta nói đấy, ngồi ở Tít bên kia hàng chục nghìn km đúng không ạ? Thì họ lại có thể định đoạt về việc là cuộc chiến này có tiếp tục diễn ra hay không. Cho nên là nó rất khó để nó có thể nói rằng là nó nó kết thúc tại thời điểm nào. Chúng ta chỉ biết rằng nó không thể dễ dàng để kết thúc được. Uh, thì đấy là một cái câu chuyện dài, nhưng câu chuyện ngắn chúng ta có thể thấy rằng Ukraine cũng sẽ dễ dàng để bằng cách nào đó họ kiếm được 500.000 binh sĩ vào đầu năm sau để tổ chức cho một cái cuộc tổng phản công. Và như vậy thì với việc là năm nay họ đã uh, có 200.000 quân để tổ chức tổng phản công và họ thất bại, thì năm sau họ có 500.000 quân thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc chiến đẫm máu nhất lên tới đỉnh điểm như chúng tôi đã dự đoán trước đây, đúng không ạ? Đó là nó sẽ đạt điểm đỉnh vào năm 2024. Rồi sau đó nó sẽ đuổi dần. À, tất nhiên là nó sẽ không rụp một cái nó hết ngay. Mà nó sẽ đuổi dần. Đúng không ạ? Năm 2025 nếu như Ukraine bị thua ở cái đỉnh này. Thì họ sẽ tụt dần bằng năm 2025. Và có khả năng là sẽ chiến cuộc không có những cái sự thay đổi bất ngờ. Thì nó sẽ kết thúc vào năm 2026. Đấy, còn 25 thì nó sẽ củng cố những cái sự thất bại này, nó sẽ lao dốc, đúng không ạ? Tuy nhiên những cái điều này ấy, nó có thể thay đổi rất nhanh. Ví dụ như là Ukraine mà không nhận được bất kỳ một nguồn khoản viện trợ nào trong thời gian tới, thì có thể trong năm 2024 họ cũng không trụ được. Đúng không quý vị? Chắc là chỉ trụ được một cái thời gian đầu thôi. Cũng như thế, nếu như mà họ không thất bại một cách uh, gọi là lớn lao trong năm 2024, mà vẫn có tiếp tục những cái khoản viện trợ để mà khiến cho cuộc chiến kéo dài thì nó cũng chưa chắc nó kết thúc ở năm 2025 hay 26 mà nó sẽ dây dưa. Tức là cái góc này nó không sụp nhanh như thế mà nó cứ dây dưa dài dài ra, đúng không ạ? Và tất nhiên nó cũng phụ thuộc vào phía Nga, họ có thể tạo ra được những đột phá liên quan tới vấn đề chính trị ở Ukraine hay không. Ý tôi nói rằng là những cái cuộc đảo chính, những cái mặt trận giải phóng vân vân. Còn lại thì cho dù Ukraine như thế thôi, nhưng nếu mà cứ có có nhiều tiền ấy thì họ sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề trong nước liên quan đến chính trị và người dân. Họ sẽ giải quyết được, mặc dù là nó không giải quyết tận gốc, nhưng mà cứ có tiền thì người ta sẽ vui lên, đúng không ạ? À, họ người ta có tiền, người ta có trợ cấp, người ta có mọi thứ thì người ta vẫn tiếp tục cuộc chiến và những cái cơ quan hành pháp cả và dân sự lẫn quân sự họ vẫn có cái nguồn lực để họ đảm bảo được những cái vấn đề an ninh của đất nước cho nên cái câu chuyện liên quan tới nguồn vốn nó là một cái yếu tố gần như nó quyết định hoàn toàn cái cuộc chiến này đối với Ukraine. À, bây giờ thì ví dụ như vấn đề Ukraine sợ nhất là sợ các đoàn tấn công chiến thuật của Nga bằng tên lửa UAV. Uh, nhưng mà bây giờ thì họ đã đổ dồn tất cả những nguồn lực đấy vào xung quanh thủ đô kiev biến nó thành một cái pháo đài bất khả xâm phạm liên quan đến phòng không cho thấy một điều rằng nó người ta đang bảo vệ bằng được cái chế độ đúng không ạ bảo vệ bằng được chế độ và nó vẫn còn rất dày đặc mà cái nó phụ thuộc rất nhiều vào tiền cho nên nếu mà còn tiền thì chúng ta sẽ thấy rằng là kiev nó sẽ còn tồn tại nó và chế độ nó vẫn còn tồn tại năm nay thì hệ thống năng lượng của ukraine họ đã kết nối với lại châu âu và những cái nhà máy điện quan trọng của ở khu vực xung quanh kiev nó đã được bảo vệ hệ thống phòng không rất là tốt cho nên là để cái khả năng để mà nga có thể làm gián đoạn được ở các tỉnh khác thì dễ nhưng mà ở kiev thì nó khó hơn rất nhiều và nó kết nối với phương tây thì có nghĩa rằng là nếu mà để mà ngắt kết nối hoàn toàn thì cũng rất là khó cho nên ở các tỉnh thì vấn đề năng lượng Uh, có thể là nói là nó sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng mà riêng ở thủ đô thì cái đấy nó sẽ ít hơn một cách rõ rệt. Lá bài chiến thắng năm sau của nga uh, sẽ xoay quanh cái việc họ sử dụng cái bom uh, có cánh như thế nào, đúng không ạ? Rất nhiều và rất hiệu quả. Còn uh, ukraine thì uh, tất nhiên đó là những hệ thống phòng không tầm dài như là patriot. Nếu như họ có thể bảo đảm được tính mạng của những hệ thống phòng không này, thì chắc chắn rằng nó họ vẫn duy trì được uh, cái chiến tuyến của họ một cách đáng kể. Có nghĩa là không có những sự sụp đổ lớn, mà nếu có thì nó chỉ co giãn mà thôi. Mùa đông này, Ukraine cũng sẽ tranh thủ sửa chữa trang thiết bị vũ khí của phương Tây uh, vốn là bị thiệt hại một con số khủng khiếp trong mùa hè vừa qua. Và như vậy thì hết mùa đông họ sẽ có một cái cơ số trang thiết bị vũ khí khá lớn. Và với nguồn lực đáng kể như vậy, rất nhiên là họ vẫn còn có thể bảo vệ được những cái đường biên giới của họ. Kết hợp với những cái bãi mìn dày đặc ở cái tuyến phía Bắc, đúng không ạ? Như vậy là ý tôi nói là về trận mặt trận chiến cuộc vào năm 2024 thì Ukraine có thể là họ sẽ bị trồi sụt nhưng mà cơ bản là không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chiến cuộc trong năm mới về phía nga thì dù mùa đông này họ có làm gì đi chăng nữa thì cơ bản là họ cũng chỉ thay đổi được mang tính chất là chiến địa mà thôi chứ không thay đổi được vấn đề liên quan tới chiến thuật chiến lược và cái mức độ chiến cuộc bây giờ thì nga đang tiến nhẹ nhàng ở trên toàn tuyến có khả năng đến từ giờ đến hết mùa đông họ sẽ tiến mạnh hơn vào cuối mùa đông và cũng có một tỷ lệ nhỏ là họ sẽ tổ chức các đợt tấn công lớn vào cuối mùa đông ở đâu đó Tuy nhiên nếu như mà thời điểm đó mà Ukraine đã kịp uh, tổng động viên 500.000 binh lính và kịp đào tạo rồi thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là Nga sẽ không phát động một cái đợt tấn công quy mô lớn đó, đúng ạ. Không? Uh, không dạy gì để mà tung ra một đạo quân đánh nhau với 500.000 quân. Mà 500.000 quân đấy nếu như mà sử dụng các biện pháp phi quân sự một cách hiệu quả nó sẽ làm tan rã cái đám quân đấy dễ dàng hơn rất nhiều điểm yếu của Ukraine cũng như là của thế giới phương Tây đó là cái hệ thống dân chủ, đúng không, quý vị. À, dân chủ mà nếu như nga mà đánh một cách gọi là lấy cương chế cương thì chắc chắn là nga sẽ rất đau. Nhưng mà hệ thống dân chủ thì nó cần thời gian. Thời gian thì à, những cái vấn đề trong các cái xã hội dân chủ nếu mà nó hoàn toàn minh bạch, nó hoàn toàn lành mạnh ấy, thì nó rất lành mạnh nhưng nếu mà nó có những cái vấn đề căn bệnh mà người ta càng cố giấu ấy, thì cái câu chuyện lúc nó phát bệnh ra thì nó sẽ rất yếu đúng không ạ và lúc đấy là lúc mà nga có thể tác động cơ bản thì chúng ta sẽ thấy như này năm 2023 nga đã làm một cái việc rất là hiệu quả liên quan tới cái việc tác động như vậy đúng không ạ ở một cái quy mô mình cứ gọi là quy mô uh, vừa vừa hoặc là hơi nhỏ đi uh, năm 2024 thì Nga có một cơ hội để mà làm một cái sự tác động để gây ra một cái sự hỗn loạn ở mức độ cao hơn, ở mức độ vừa và mức độ khá. Đúng không ạ? À, nếu như Ukraine bị thậm thọt thêm nguồn lực vào năm sau. Và năm 2025 thì Nga sẽ có một cái cơ hội để làm cái lại cái việc đấy ở một cái quy mô cao nhất. Và lúc bấy giờ Ukraine ở cái mức độ loạn nhất. Thì tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ nó sẽ diễn ra cái cái thay đổi lớn về về chính sự. Đúng không ạ? À, tất nhiên thì đấy chúng ta chỉ nói về mặt nó nó chắc ăn thôi còn cũng có thể nó diễn ra trong năm 2024 nhưng mà cũng có thể nó diễn ra sau đó không biết chừng nhưng mà chúng ta quan tâm tới cái quy luật đấy là bây giờ nga chưa thể làm gì để có thể tác động để thay đổi chiến cuộc được họ vẫn phải kiên nhẫn họ vẫn phải đánh đúng không ạ họ vẫn phải hy sinh như vậy năm sau chúng ta sẽ chứng kiến một cái trận thư hùng của hàng triệu quân à, trên tổng chiến tuyến của hai bên và Ukraine sẽ cố gắng phòng thủ cao su hay phòng thủ thụ động trên toàn tuyến, rồi họ sẽ tấn công vào một cái hướng ác liệt nhất mà cái hướng bây giờ nhìn nó ngon ăn nhất thì nó là cái khu vực Khe Son. Còn các khu vực khác thì rõ ràng là cũng có khả năng xảy ra nhưng mà nó ít hơn và nó không có một cái xu hướng mà nó đưa họ sang được năm 2025, đúng không ạ? Như vậy chỉ có Khe Son mà thôi chúng ta cũng không quên một điều rằng là um, ông ukraine ông zelensky ông đã nói là khi nào tiến tới biên giới crimea thì chúng ta sẽ dừng lại để đàm phán với nga để lấy lại crimea một cách hòa bình đấy tức là không có chuyện đầu rơi máu chảy ở đấy nữa như vậy thì về mặt uh, tư tưởng là họ cũng rất tích cực và họ nghĩ tới một cái việc đấy nó rất là sáng lạc đúng không ạ cho nên là tôi nghĩ đấy là những thứ mà đang diễn ra trong đầu của lãnh đạo Ukraine trong thời điểm này họ nghĩ tới một cái việc năm sau họ sẽ tiến tới biên giới của Crimea à, nói thế thôi quý vị ạ quý vị ở trên kênh chúng tôi thì quý vị cảm nhận một điều là cái điều này nó khó xảy ra à, tôi thì tôi cảm nhận được cả hai phía về phía Ukraine thì bởi vì họ nghe những cái lời như là ông cựu đại sứ Mỹ như ông tổng tham mưu trưởng ông bộ trưởng bộ quốc phòng rồi bộ trưởng bộ ngoại giao ông Joe Biden rồi ông tướng Ben Hot rồi là những ông tướng ở châu Âu. Cứ lặp đi lặp lại như thế thôi, họ sẽ tự tin vào những người nói dối. Đúng ạ, là lời nói dối. Những người mà nói dối, người ta chỉ cần nói dối đủ nhiều thôi là sẽ người ta sẽ tự tin vào những cái lời nói dối của chính mình. Đúng ạ. Và nó sẽ tự trở thành cái ảo tưởng. Nhất là trong cơn tuyệt vọng thì cái đấy nó sẽ bị khích lệ lên hàng chục lần. Cho nên là chúng ta không loại trừ. Trong đầu họ vẫn nghĩ rằng việc là vượt qua Kherson để chiếm Crimea là chắc ăn. Chúng ta thử tưởng tượng tờ báo uh, Kiev Independent nó chỉ nói mỗi cái việc là khó lắm ở Kim Kỳ thôi. Mà nó đã bị nghìn cái comment nó ném đá như vậy. Là nói rằng là nói láo, là nói gọi là tuyên truyền cho Putin. Đúng ạ, nó không chấp nhận cái thực tế như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì bản đồ của chính Ukraine nó cũng nhìn thấy một điều là bây giờ nó chỉ còn bằng một phần năm so với cái thời điểm nó to nhất thôi. Đúng ạ, nếu mà nó thắng thì nó phải thể hiện bằng cái này chứ. Đúng không, quý vị. Và chính Tổng thống của họ cũng đã thừa nhận như vậy. Thế cho nên chúng ta không loại trừ đâu là họ sẽ đánh tới, vượt qua khe son bằng đường để đánh tới Crimea đấy. Những ngày gần đây thì uh, các thượng nghị sĩ của Mỹ bất chấp là cái lạnh cũng như là kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm đang đến. Họ đang vẫn miệt mài làm việc. Nhiều người tưởng rằng là họ đang miệt mài để mà tranh luận về việc ủng hộ Ukraine như thế nào, bao nhiêu, đúng ạ, và khi nào. Nhưng mà cuối cùng người ta biết một điều rằng là những ngày gần đây thì rộ lên những thông tin mà người Mỹ đang uh, uh, bỏ lại những cái chiến dịch bài Nga bằng việc là tung ra những thông tin Nga can thiệp bầu cử, đúng ạ. Rồi là Donald Trump là bạn của Nga, vân vân mục đích là một là họ để ủng tranh thủ cái công luận của mỹ bài nga để thông qua các đạo luật như vậy để không gặp phải cái sự kháng cự của người dân và giới chính trị thứ hai nữa một cái điểm quan trọng trong những ngày gần đây thì họ nói rất nhiều về việc tịch thu tài sản của nga và những cái chiến dịch truyền thông như vậy nó cũng nhắm vào cái việc để họ làm cái việc đó khi những bài báo nói về những cái gọi là cái trò của putin đúng không ạ khi mà putin đã tiến hành uh, gây sức ép để mà tước đoạt những cái tài sản một cách bất hợp pháp đối với những công ty rút ra khỏi Nga. Thì những nghị sĩ bây giờ uh, hóa ra họ đây đang làm việc để họ tìm cách nào đó cho nó gọi là có vẻ như là nó dân chủ, nó văn minh để mà cưỡng đoạt những cái tài sản đấy của phía Nga. Mục đích làm gì chúng ta không biết, nhưng với khả năng là để mà viện trợ cho Ukraine. Đúng ạ. Đấy là lý do chúng ta thấy rằng là bây giờ họ đang trì hoãn những cái việc thông qua các cái gói cho Ukraine. Và một kỳ nghỉ họ không bàn về cái gói đó mà họ bàn về việc làm thế nào để lấy tiền được của Nga. Thì như vậy cho chúng ta thấy rằng họ làm rất khẩn. Thì có nghĩa rằng họ đang cố gắng để mà tịch thu tiền của Nga rồi lấy tiền đó để cung cấp cho Ukraine trong thời gian tới. Và như vậy thì họ vừa tránh được cái việc công luận, đúng không ạ? Công luận bây giờ càng ngày càng ghét Nga. Thì rõ ràng là bây giờ ông tịch thủ của Nga là đấy là cái việc của ông. Bởi vì cái đấy nó chả liên quan gì đến túi tiền của của người dân chúng tôi. Và tất nhiên là khoản tiền đấy thì nó không liên quan cho nên ông trò Ukraine. Thì cũng là một cái việc nó dân chủ thôi. Mà chúng tôi cũng rất thích dân chủ, đúng không ạ? Cho nên rõ ràng là chỉ còn lại mỗi việc là họ làm thế nào để cho họ làm cái việc đó. Nó không có quá xấu mặt trên cái chính trường quốc tế nhưng mà lần này thì tôi nghĩ rằng là không cần phải đóng mở ngoặc kép nữa mà rồi cái ác lúc nào cũng thắng có nghĩa rằng là ở mỹ đúng không ạ chắc chắn họ sẽ tìm cách để mà thông qua cái việc sơ mối những nguồn tài sản đấy của nga dưới một cái hình thức nào đó và để lấy tiền đó để mỡ nó dán nó đúng không ạ viện trợ cho ukraine mà tất nhiên thì đấy cũng là một giả thuyết thôi còn chúng ta không ở trong giới đấy chúng ta cũng không thể biết được giả thuyết để chúng ta trao đổi thôi còn thực tế thì um, quay trở lại những cái lời nói của ông zelensky ngày hôm qua liên quan tới việc là ông tin là nước mỹ sẽ không phản bội ukraine thì ngày hôm nay uh, một cái người chính trị gia lão luyện ở ukraine ông ấy giấu tên ông ấy nói rằng là uh, zelensky đã bị lừa dối bởi vì trò chơi của người mỹ và cái trò chơi đó nó sẽ khiến cho cả cái đất nước ukraine phải trả giá bằng cái sự hủy diệt của đất nước mình zelensky và những quan chức ukraine đã không để ý tới những cái mục đích thực sự của nước mỹ và nato ở ukraine ông ấy không nhận ra rằng bài học của một cái số phận thảm hại đã diễn ra ở afghanistan rất hiện hữu và với cái bối cảnh như thế này lặp lại ở Ukraine thì cái sự hủy diệt của đất nước gần như là không thể tránh khỏi với số phận của Ukraine. Chính quyền Ukraine đã phạm phải vô số những sai lầm khủng khiếp. À, toàn thể cái sự tồn tại của quốc gia chúng ta đã bị phá hủy. Bây giờ Ukraine không khác gì một cái đống cho tàn và một cái đất nước mà bị tàn tạ bởi chiến tranh. Còn một tác giả ở Afghanistan nói rằng là để các uh, chính trị gia Ukraine biết rằng là trước đây thì chế độ Afghanistan trước cũng đã nhìn những cái người Mỹ là những người bạn rồi cuối cùng họ cũng bị những người bạn của mình bỏ rơi. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình với lại một cái bài báo khá thú vị uh, liên quan tới um, Stalin. Trong đó thì bài báo này uh, đưa ra một cái quan điểm như thế sau là Ukraine lên học tập cái bài học từ cái cuộc đấu tranh của Phần Lan với lại Stalin tức là người lãnh đạo của Liên Xô đúng không ạ? Thời trước chiến tranh thế giới thứ hai thì đã có những cái vụ việc với Phần Lan. Báo chí phương Tây đã khuyên Kiev là lên học tập Phần Lan để đạt được một cái chiến thắng về vấn đề tinh thần khi uh, kiến tạo hòa bình với Moscow với cái chi phí của việc là cắt bỏ một phần lãnh thổ với bối cảnh của việc là công luận sự ủng hộ công luận đối với chính quyền càng ngày càng yếu đi rồi sự chú ý của Washington và thế giới phương Tây đang đổ dồn vào khu vực chung xung đột ở Trung Đông Ukraine càng ngày càng tuyệt vọng để mà cần một cái sự chấm dứt đối với cuộc chiến đẫm máu trong khi đó thì quan chức Mỹ và Châu Âu đã liên tục uh, bắt đầu nói về những cái việc đàm phán hòa bình đối với lại đối tác của mình ở Ukraine. Câu hỏi đặt ra là uh, thế nào thì mới là một cái thỏa hiệp hòa bình giữa Kiev và Moscow? Có một cái minh chứng lịch sử mà rất nổi bật trong rất nhiều những mô hình ở đó người ta có thể khiến một cuộc chiến đang xảy ra giữa hai nước uh, kết thúc mà có một cái kết thúc có hậu. Hãy nhìn vào cuộc chiến mùa đông thời chiến tranh Xô Viết Phần Lan kéo dài từ năm 1939 tới năm 1940, rồi sau đó lại bị tái khởi động lại bởi người Phần Lan vào năm 1941 và kết thúc năm 1944. Có rất nhiều cái nhân tố thú vị có thể được rút ra từ cái cuộc xung đột này với cuộc xung đột đó. Sau khi Phần Lan từ chối một cái tối hậu thư để mà cắt bỏ một phần lãnh thổ của mình thì quân đội của Stalin đã tấn công Phần Lan để mà mục đích loại bỏ tiềm năng quân sự của nước này dọc biên giới với những thành phố quan trọng nhất của Liên bang Xô viết. Tuy nhiên là Phần Lan đã xoay sở để chặn đứng các bước tiến của Hồng quân trong vòng suốt 3 tháng. Sau đó thì mặc dù Phần Lan đã bị đánh bại và buộc phải nhượng 11% lãnh thổ của mình người phần lan đã chiến thắng một cách uh, vang chiến sánh trên lĩnh vực tinh thần như vậy thì kiev hoàn toàn có thể học hỏi phần lan bằng cách nhượng bộ lại lãnh thổ mặc dù đây là điều rất đau đớn nhưng nó rất đáng giá nếu như mà phần lớn lãnh thổ còn lại được đảm bảo sự độc lập cũng như là khả năng phát triển kinh tế và chính trị chúng ta hãy hy vọng rằng là sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc ở ukraine và sự kháng chiến ác liệt Uh, sẽ thuyết phục Putin như là sự kháng chiến của Phần Lan đã thuyết phục được Stalin. Vâng, đấy là một bài báo của phương Tây, đúng không ạ? dưới góc nhìn của phương Tây. Cơ bản thì uh, câu chuyện nó khác, bởi vì là Liên Xô với Phần Lan thì nó liên quan tới thuần túy cái lãnh thổ mà sát Liên Xô, tức là vùng xanh Pechpua và mấy cái tỉnh nhà biên giới phía Bắc của nước Nga. Những câu chuyện ở Ukraine với Nga thì nó sâu sắc hơn rất nhiều, đúng không ạ? Nó rất sâu sắc và rất nhiều những cái ý kiến chuyên gia trên thế giới ấy, thì người ta không để ý tới một cái lời như là một cái chuyên gia ukraine họ nói là người ta không để ý tới cái nguyên nhân thực sự mục đích của nato và mỹ gây chiến ở ukraine nó là gì đúng không ạ cho nên người ta không hiểu được là nó sẽ kết thúc như thế nào người ta không hiểu nguyên nhân bắt đầu người ta không thể kết thúc được đó người ta cũng không thèm quan tâm tới cái mục đích của putin và nước nga khi cuộc chiến này bắt đầu thì người ta cũng không thể kết thúc được nó khi cuộc chiến này bùng nổ thì chúng ta biết nó là một cuộc chiến một cuộc chiến phức tạp nhất mọi thời đại đúng không, quý vị nó không giống như phần lan và chắc chắn là nó sẽ kết thúc nó cũng sẽ rất phức tạp mọi thời đại chỉ nói đơn giản là nếu bây giờ bảo là Ukraine muốn đàm phán hòa bình, phương Tây nó muốn đàm phán hòa bình, thì người Nga biết thừa là đàm phán hòa bình chủ yếu là để câu giờ. Mà tất nhiên họ không đồng ý với cái việc đó. Và cái đấy thì nếu như trước đây nhiều người bảo chúng tôi võ đoán thì bây giờ chính nước Nga cũng đã nói ra rồi, đúng không ạ? Không có chuyện đàm phán hòa bình và đóng băng xung đột, trừ khi là một cái sự đầu hàng theo điều kiện của Nga. Và tất nhiên cái điều đầu hàng đấy nó sẽ dẫn tới nó sẽ kèm theo rất nhiều những cái điều kiện rất khó chấp nhận đối với Ukraine. Nhiều người cũng cứ nhận định rằng là chỉ có người Mỹ mới kết thúc được cuộc chiến, tôi không nghĩ thế, đúng không ạ? Chỉ có người Nga mới kết thúc được cuộc chiến thôi. Bởi vì chính họ là người mà đã buộc phải tiến hành cuộc chiến này với những cái lý do nó không giống một cách đơn giản như là cuộc chiến Phần Lan tí nào. Đồng thời cuộc chiến này như Putin đã nói, nó là một cái cuộc chiến để mà khiến cho thế giới trở nên công bằng hơn. Có nghĩa rằng là là gọi là đập tan cái chế độ bá quyền của chủ nghĩa phương Tây, đúng ạ, của phương Tây. Và hình thành thế giới đa cực. Như vậy thì rõ ràng là nó phải có một cái kết cục nào đó mà nó thay đổi tận gốc vấn đề thì nó mới kết thúc được và mấy ngày trước đây thì cả putin và lãnh đạo nước nga đều nói rằng là họ sẽ gọi là theo đuổi cái mục tiêu đó đến cùng đúng không ạ và họ đã nói công khai trước bàn dân thiên hạ như vậy thì cũng không thể dễ dàng để mà họ có thể cắt ngang để đàm phán hòa bình như kiểu phương tây nói rằng là với những sự đe dọa này đe dọa kia thì có thể khiến cho putin gọi là cóng và chấp nhận đàm phán hòa bình Tôi nghĩ rằng khả năng đấy là có nếu Putin không nói trước mặt bàn dân thiên hạ. Đúng ạ. Đây giờ ông ấy nói trước mặt toàn thể nhân thế thế nhân rồi. Làm sao có thể thu hồi được những cái lời nói đấy. Ờ, ông ấy đâu có phải là cái người nói tùy tiện để mà nói rồi quên ngay như là mấy ông lãnh đạo người Mỹ và phương Tây. Đúng ạ. Chúng ta hãy xem là 10 từ khóa hot nhất năm 2023 và chúng ta bỏ qua cái ảnh này nhé để chúng tôi nói với quý vị thôi bởi vì nó có những cái từ nhạy cảm ở mỹ à, trong top 10 từ khóa hot nhất năm 2023 quý vị ạ à, kết thúc năm 2000 và cuối năm ấy trên toàn cầu không có từ khóa cuộc chiến ukraine đứng đầu nó là từ khóa cuộc chiến của israel uh, ở giải gaza rồi uh, tàu ngầm titanic động đất thổ nhĩ kỳ rồi cơn bão hillary Cơn bão Idaia, cơn bão Lee và các vụ xả stress hàng loạt ở Mỹ như xả stress ở XXX và xả stress ở XEZ. Rồi vụ phóng tàu mặt trăng Chandrayaan của Ấn Độ và cuộc chiến ở Sudan. Còn bây giờ từ khóa cuộc chiến Ukraine nó biến mất phải top 10 rồi, tôi không biết nó là bao nhiêu. Đó là thống kê của Google vào cuối năm 2023. Điều này nó nói lên cái tâm trạng của ông Zelensky là rất đúng. Đúng không ạ? Ông ấy rất buồn bởi vì là cuộc chiến của ông ấy đã bị những cái cuộc chiến khác, những cái sự kiện khác nó cướp mất ánh đèn sân khấu. Một người như ông ấy thì không thể sống thiếu ánh đèn sân khấu. Và chính vì thế những ngày gần đây trông ông ấy rất là stress đúng không ạ? Bởi vì không được lên sóng. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Và chúc quý vị một buổi trưa cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ.